Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em. Chào mừng cô chú và anh chị em đã trở lại với gia đình Kim Phạm USA nhé. Gia đình Kim Phạm USA mến chúc cô chú và anh chị em thật là nhiều sức khỏe bên người thân. Video hôm nay thì Kim sẽ thông báo cho cô chú một cái tin nóng hỏi luôn. Kim vừa làm việc nhưng mà nghe cái tin nóng này là Kim ngừng lại mọi thứ để thông báo cho cô chú và anh chị em mặc dù nó chưa có hẳn là 100% phần trăm nhưng đây cũng là một cái tin rất là vui cho những cô chú và anh chị em trong mấy ngày nay giống như là đã quan tâm cũng như là theo dõi cái uh, um, cái số tiền uh, 1.200 cũng như là cái gói cứu trợ uh, không biết tổng thống trump có sẽ um, cho thêm số tiền gì nữa không trong tương lai thì Kim sẽ cập nhật thông tin mới của ngày 6 tháng 5 2020 như cô chú thì cô chú và anh chị em cũng biết đó cái tiền PPP của những doanh nghiệp nhỏ à, tổng thống đã ký và được approve à, cho mọi cái doanh nghiệp bây giờ là không có phải trả cho nhân viên trong vòng 8 tuần nữa mà có thể à, xài trong vòng 24 tuần tới, đó là một cái tin vui thứ nhất là mọi người cũng đã biết rồi. Thì tin vui thứ hai của tháng 6 à, ngày 5 2020 trong cái đài CNBC à, trong cuộc họp báo của mới vừa rồi luôn một hai tiếng vừa rồi của tổng thống Trump, ông ta đã tuyên bố rằng là Ông ta sẽ thúc đẩy để người dân Mỹ có thêm một cái gói cứu trợ nữa nha cô chú thì cũng như cô chú và anh chị em đã biết đó là tổng thống Trump luôn ủng hộ những cái doanh nghiệp cũng như là đỡ cho một cái nền kinh tế của nước Mỹ đi lên mà ông ta cũng không có quên rằng là những cái người những cá nhân ông ta cũng sẽ muốn giúp đỡ những cá nhân cho nên hôm nay mình đã nghe được cái lời này của từ tổng thống Trump thì Kim biết rằng là chắc chắn mọi người trong chúng ta ai đó đang quan tâm thì sẽ có thêm một cái gói cứu trợ thứ hai thì cũng như thời gian vừa qua cô chú và anh kia, chị em cũng biết đó bên đảng cộng hòa đã ngừng ngại về cái vấn đề mà 3.000 tỷ đưa ra bởi bên đảng dân chủ bởi vì họ muốn chậm lại để xem coi cái gói cứu trợ lần thứ nhất à, mọi người cái tiền nó đưa đến người dân như thế nào cũng như là cái tiền à, mà chính phủ cho cho những cái doanh nghiệp họ xài họ dùng đến những cái um, giống như là họ xài như thế nào để coi cỡ kinh tế như như sao rồi họ mới tiếp tục và hôm nay à, mình đã nghe từ à, tổng thống cũng như là một hai người ở bên đảng cộng hòa à, đã có một cái ý à, à, rất là hay về cái à, à, cái dự luật thứ hai này cũng như là cái số tiền mà Tổng thống Trump đã tuyên bố là mọi người mình sẽ có thì trong tương lai khi mà có những cái số tiền và ai là 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 như thế nào thì Kim sẽ hứa là Kim sẽ cập nhật mới tiếp. Và tiếp theo trong cái buổi họp báo này đó thì Tổng thống Trump cũng đã nói tiếp là ông sẽ à, à, cắt giảm cái tiền payroll tax thì bây giờ mình sẽ giải thích cái tiền payroll tax cắt giảm nó như thế nào và nó có sẽ có lợi gì cho chúng ta nha cô chú. Ok thì bây giờ mình cho thí dụ ha, nếu như cô chú và anh chị em nào làm một một năm là 50.000 và nếu ông ta uh, sẽ ký cái uh, cái cái dự luật này uh, và ông ta cho cắt giảm thuế uh, payroll thì có nghĩa là trong vòng 6 tháng tới cái nửa năm còn lại đây uh, mình sẽ có nghĩa là mình làm 25.000, còn lại 25.000 đúng không? Thì từ đây tới cuối năm thì mình sẽ lấy 25.000 này mình nhân cho chấm um, 0765. Ok, nhân cho chấm 0765 có nghĩa là nó sẽ bằng 1900 1.000 khoảng là 1912 đồng 50 sen tùy theo cái mức lương của cô chú làm ha Đây là mình làm thí dụ thì có nghĩa là đây cũng là một cái số tiền mà cô chú và anh chị em sẽ được tiết kiệm là 1912 đồng 50 sen từ đây tới cuối năm đây cũng như là một cái số tiền còn lớn hơn cái số tiền 12 của mọi cho mọi người nữa đúng không cô chú thì đó là một tin vui thứ hai mà tổng thống ông ta nói rằng chắc chắn là trong cái lần thứ hai này ông ông ta sẽ có cái việc này và cắt giảm tiền thuế cho mọi người thì đây là tin vui cho những cô chú và anh chị em nếu từ đây tới cuối năm mình đi làm tiếp tục thì cái mình sẽ được giảm tiền thuế coi như là mình cũng có có thêm tiền à, vô mà mình không còn phải đóng thuế ra trong cái 25 ngàn mình đã làm thôi cô chú ha rồi thì đây là một cái tin nóng à, kim nghe cho nên kim cập nhật liền cho cô chú và anh chị em rồi thì hôm nay cái video kim sẽ tạm dừng à, ngay đây nha và trong tương lai một hai ngày nữa nếu có thông tin gì mới nữa thì kim sẽ cho cô chú và anh chị em à, thông tin mới nữa và mến chúc cô chú và anh chị em thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại cô chú và anh chị em trong video sau chào tạm biệt